cô ấy đẹp người mà đoản mệnh. Nhưng mà cũng đáng. Cô ta đâu chỉ có mình tôi. Thôi, nhắc chuyện đó làm cái gì? Mất vui ra. Chuyện cô ta giờ tôi không quan tâm nữa. Bây giờ dự án 13 chuẩn bị đi vào hoạt động rồi, tôi mới thấy ra uy tín của ông. Bàn việc đi. Anh nói chuyện điện thoại với ai mới lâu thế ạ? Hình như Việt đang ở trong kia, nói chuyện với tay nào nghe giọng quen ấy. Họ nói về dự án 13 và cả Hà luôn. Hình như tay này có quan hệ tình cảm với Hà. Tôi có thể nhờ cô một việc được không? Em sắp hết ca rồi ạ, anh có thể nhờ nhân viên khác. Cô cố gắng giúp tôi sẽ trả xứng đáng. Em thật lòng xin lỗi anh, em thật lòng xin lỗi anh ạ. Thương em thì anh đừng bắt anh chủ của em, của anh đuổi vào cái chết em. Nói hết chưa? Em xin anh đấy. Nói hết chưa? Hả? Nhà vệ sinh ở đâu? Để em đưa anh đi. Trong kia. Ta gặp nhau ở đâu rồi thì phải? Nhìn anh quen lắm. Tôi không có hân hạnh đó. Nhưng mà anh, hình như ai cũng biết anh là ai. Tôi xem clip rồi. Anh chơi với Việt lâu chưa? À, tức là bạn của Việt đúng không? Tốt, bạn của bạn, chắc chắn là bạn. Rất hân hạnh. Cho anh biết cô Hà. Hà nào? À, hiểu rồi. Nếu như anh là chồng hay là bạn trai của cô ấy định tìm tôi để đánh ghen thì tôi xin kiếu nhé. Tôi không liên quan và tôi không thích đánh nhau. Tôi là người tuân thủ pháp luật. Chào anh. Hoàn à, tôi chưa hỏi anh xong. Đào đang rất lịch sự đấy. Là muốn tìm hiểu về tôi đúng không? Ông là ai? Không quan trọng, cô ta chết rồi. Đó coi như là cái giá phải trả khi đã phản bội tôi. Hóa ra chính ông là người giết cô ta. À, nếu là tôi làm ý, không ầm ĩ thế này đâu. Chúng ta sống theo pháp luật, tước đi tính mạng của người khác là chuyện đầy đình đấy. Tôi không giết cô ta. Tự biết, nhưng cũng đừng cố tìm hiểu về tôi làm gì. Nếu muốn vợ con được yên ổn. Tôi vừa gặp thằng Hoàng ở trong kia. Nó truy quan hệ của tôi với con Hà. Có lẽ là không phải tình cờ đâu. Nó bám theo ông. Tôi biết. Ông có nói gì không? Ông nghĩ tôi là ai? Nếu không ngại rắc rối, tôi đã cho nó nằm dưỡng thương vài tháng rồi. Thôi, về. Hỏi tính tiền đã. Nhất định phải tìm hiểu xem cái tay đang ngồi với Việt này là ai, có quan hệ thế nào với Hà, và hắn ta đóng vai trò gì trong vụ của anh. Anh nghĩ hắn ta có liên quan đến cái chết của Hà? Chắc chắn giọng nói này là người đã sai đàn em dằn mặt anh lần trước ở nhà Hà ra. Kìa, nó ra kìa. Em đã làm rất tốt đúng không? Anh lên giường. Em cảm ơn. Chưa xong đâu. Giờ anh có nhờ làm thêm gì em cũng không nhận đâu. Chào anh. Không.